Ta thấy có 5 chiếc tàu, 5 chiếc tàu chở chuối rồi trái cây. Ở đây người ta cập bến ở đây. Ở bên kia là cầu ngang số 2. Để chúng ta xem chơi. Trong những ngày dịch bệnh này thì mình không có gì làm ở nhà, thì mở YouTube lên và xem những hình ảnh của Sài Gòn. Bên cánh trái chúng ta đó là con đường Phạm Phú Thứ. Nơi đó có chợ, ngày nay là chợ Bình Tiên đó, nhưng mà ngày xưa thì như là chợ Cầu Bót thì phải. Theo em tìm hiểu và sự chia sẻ của anh chị thì em cũng biết được nhiều tên ngày xưa hơn. Bên đây là con đường Khổng Tử ngày xưa, cũng là con đường Thái Thượng Lãn Ông ngày nay, con đường thuốc của Sài Gòn. Nhưng mà mình đến đó là mình nghe cái mùi thuốc rất là thơm, mùi thuốc Nam, mùi thuốc Bắc. Và chúng ta đang có mặt ở đây là bến Hàm Tử, bến Hàm Tử ngày xưa. Ở đây có đường An Bình, nơi mà bán rất là nhiều cái đá làm vòng đeo tay đó, đá cẩm thạch đó, ngày nay vẫn còn ha. Ngày không gặp các anh chị và các bạn thì cũng cảm thấy thiếu thiếu. Được trong những thông minh của anh chị thì đó là niềm hạnh phúc của mỗi sáng thức dậy. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Đặc biệt chúng ta cũng phải giữ sức khỏe cẩn trọng trong những ngày dịch bệnh này, và cầu mong cho thế giới cũng như Việt Nam sớm vượt qua cái cơn đại dịch này. Và hôm nay em có việc đi về hướng Bình Chánh, và sẵn trên đường về thì em cũng gửi các anh chị và các bạn vài hình ảnh ở trên một con đường mà nơi đó rất là nhiều bến, mà những cái bến này rất là nổi tiếng ngày xưa và cho đến ngày nay. Đó là con đường đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay, đi qua các bến Lê Quang Liêm, rồi bến Hàm Tử, bến Chương Dương, bến Bạch Đằng, và trước mặt chúng ta đó là dòng kênh Ruột Ngựa. Và nhìn xa xa chúng ta thấy có những building của khu chung cư ở quận 6 đó, và bên đây chúng ta nhìn thấy có những dãy nhà sàn quen sông nè, với những cái hình ảnh lục bình xanh xanh. Nhưng mà do ở đây là cuối nguồn nên thành ra nước rất là đục, nước rất là đen. Và bên cánh phải chúng ta đó là cây cầu Rạch Cây. Đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về Bình Chánh, khu quốc lộ 1, đi về Trung Lương. Theo thẳng hướng camera này, chúng ta sẽ đi về quận nhất, đi qua các bến, đi ngang các bến, bến Lê Quang Liêm, bến Trương Dương, bến Hàm Tử và bến Bạch Đằng. Mình nhìn những dãy nhà nhớ những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa, khi mà còn rất nhiều những nhà ven kênh, ven dòng kênh. Ở đây thì đa phần là anh chị lao động buôn bán trái cây từ các tỉnh miền Tây mang lên. Chúng ta thấy những dãy nhà nè, vách tôn với lại những cái nhà sàn ven sông với những cây tràm làm cái trụ á. Có một số nhà thì làm bê tông, trụ bê tông. Như nhà này thì làm cái trụ bằng cái cây tràm nè. Những hình ảnh rất là thân thương. Đi thẳng bên kia là bến Phú Định.
Khu này có rất là nhiều bến và chúng ta sẽ lần lượt đi từng khu ha, từng bến ha. Và ngày xưa thì các bến ở đây hoạt động rất là thông thương đông đúc, nhưng mà sau này thì hầu như người ta sử dụng đường bộ là chính, đường thủy trở nên vắng vẻ hơn, không còn được ưa chuộng nữa. Hôm bên đây chúng thấy có những nhà mới xây lại rất là đẹp, và bên cạnh đó thì cũng có những cái bãi đất trống. Do ngày xưa ở đây thì rất là nhiều ao hồ, con đường ngày nay rất là đẹp mà chúng ta nhìn thấy rất là ít xe cộ, từ vì sự ảnh hưởng của cơn dịch này. Chúng ta thấy bên cánh phải thì có cái đường nhỏ nhỏ để đi qua bến bến Phú Định đó. Ngay khu vực này là cầu Lò Gốm, đi qua cầu Phú Định nhỏ nhỏ nè, đi vô cầu Nhà Thương. Cái cầu ngày nay rất là lớn ha, cầu Lò Gốm bắc qua con kênh Lò Gốm. Kênh Lò Gốm ngày xưa thì rất là đen, rất là dơ, và có một dãy nhà ven kênh, nhưng mà ngày nay thì dãy nhà đó không còn nữa. Đổi lấy hình ảnh của công viên, một cái bờ kè rất là đẹp. Ta nhìn qua bên kia là quận 8 nè. Ở đây mình nhìn thấy một màu đen ha, tại vì cái dòng kênh này nó đen á, nên mình nhìn thấy nó hơi tối tối. Sài Gòn bây giờ là 1 giờ chiều và chúng ta đang có mặt trên cái đại lộ đẹp nhất nhì ở Sài Gòn, nói từ đông đến tây Sài Gòn, và chúng ta đang đi về hướng đông Sài Gòn là bến bến Bạch Đằng. Và ở đây có rất nhiều nhà kho ngày xưa, và ngày nay thì sử dụng không còn sử dụng nhà kho nữa, mà những nhà kho đó thành những cái chành xe đó, những cái trạm nhận chuyển hàng hóa đi về các tỉnh miền Tây, có vận chuyển đi về Campuchia luôn ha. Ở đây rất là nhiều chành xe ở đây. Ta nhìn qua bên cánh phải có hãng sơn Á Đông, màu xanh xanh nè. Với lại ngày xưa lúc trước em có review cái quán cà phê, với lại không phải review mà là vào quán cà phê cây mận bên kia đường đó, cái nhà kho màu trắng trắng anh Minh Khoa đó, cái bên chữ B phở đó ha, chỗ chị Hằng đó, quen của chị Đào đó. Sẵn đây gửi các anh chị vài hình ảnh ở khu này để chúng ta xem chơi. Trong những ngày dịch bệnh này thì mình không có gì làm ở nhà, thì mở YouTube lên và xem những hình ảnh của Sài Gòn. Chúng ta nhìn thấy chiếc ghe nè, chiếc ghe chở đầy chuối của người dân đi bán nè. Thì ở dưới cái hàng rào ở trong đường á, mình không có nhìn thấy rõ. Người ta chở từ miền Tây lên đây luôn. Mà mấy ngày nay thì bán cái gì cũng chậm hết á, nên thành ra có rất là nhiều người phải bỏ cuộc, nghỉ bán, đi về nhà. Tại vì bán cũng không có nhiều mà phải dọn ra dọn vô, đồng thời thời gian chờ dịch bệnh này đi qua. Và chúng ta thấy bên kia đó là con đường Nguyễn Nhật Thi ở bên kia, bên đó cũng có cái những chiếc ghe tàu chở đầy rau củ quả, những nông sản ở miền Tây đưa lên đó. Sẵn cho anh chị và các bạn xem luôn vài hình ảnh ở Sài Gòn.
Chúng ta thấy có 5 chiếc tàu, 5 chiếc tàu chở chuối rồi trái cây. Ở đây người ta cập bến ở đây. Ở bên kia là cầu ngang số 2. Ở bên kia có cái công viên đường Nguyễn Nhược Thi. Bên kia cầu đó là chợ Bình Đông. Rồi chúng ta đi thôi. Vài hình ảnh gửi bà con xem trên cái chuyến đi về nhà nè, cũng đang trên đường về. Nó thành cái thói quen khi dâu cũng cầm camera lên chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta ở các nước xa xôi nào đó, mình cảm thấy tuyết rơi lạnh lẽo, mình mở xem video clip này mình thấy Sài Gòn nóng nực, ấm áp, thì cũng xua tan đi một cái gì đó lạnh lẽo ha, ấm áp hơn khi xem video clip ở đây. Nhiệt độ Sài Gòn bây giờ khoảng 37 độ, rất là nóng. Mà mình nhìn thấy đường bán tanh đây chưa? Ở khu vực này là khu vực bến Lê Quang Liêm đó, rồi sau này thành đường Trần Văn Kiểu, bến Trần Văn Kiểu. Nhưng mà sau này nữa thì trở thành con đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Trước khi tên đường Võ Văn Kiệt thì đó có tên đại lộ Đông Tây đó, nói từ Đông sang Tây. Dự án này thì do ông Võ Văn Kiệt phê duyệt á, nên thành ra sau khi ông qua đời thì lấy cái tên đường này luôn, lấy tên ông thành tên đường. Chưa bao giờ đường phố Sài Gòn lại vắng vẻ đến như vậy ha. Chạy xe cảm thấy rất là thoải mái, rất là an toàn, tại vì không có nhiều xe. Phía bên cánh trái chúng ta đó là con đường Phạm Phú Thứ, nơi đó có chợ, ngày nay là chợ Bình Tiên đó, nhưng mà ngày xưa thì như là chợ Cầu Bót thì phải. Theo em tìm hiểu và sự chia sẻ của anh chị thì em cũng biết được nhiều tên ngày xưa hơn thông qua những hình ảnh của ngày nay. Mình nhìn lại con đường Phạm Phú Thứ, ngã ba Phạm Phú Thứ với lại đường Võ Văn Kiệt. Chắc lẽ mình sẽ không nhận ra nếu mà rất là lâu rồi anh chị không có dịp về Sài Gòn ha. Thì sẵn đây gửi tất cả các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác luôn, ví dụ chúng ta có nhu cầu lên Sài Gòn và ở những cái khu như thế này thì mình cũng biết được cái hình ảnh của ngày nay nó ra sao. Trong cái thời buổi dịch bệnh này thì hầu như đa phần các tiểu thương cũng như các công ty đều hoạt động một cách đình trệ. Hầu như bây giờ tâm lý chung người ta cũng mong muốn cho cái dịch bệnh này sớm đi qua và tập trung ngân sách để ủng hộ cũng như làm sao để cầm cự cho qua cái thời điểm này. Chứ bây giờ những cái chỉ tiêu về doanh số, về kinh phí thì chắc có lẽ tạm ngưng lại. Hầu như cái dịch bệnh này ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, từ lớn như tới nhỏ, từ người đi sinh cho đến những ông chủ lớn. Nhưng mà thường cái gì cũng vậy, cũng có hai mặt, khó khăn của người này cũng là cơ hội của người kia. Nên các anh chị và các bạn cũng đừng nên bi quan quá. Và chúng ta nhìn bên kia đó là cầu cầu ngang số 1, đi qua cái dòng kênh, đi đến dòng kênh đôi phía bên kia, cặp theo con đường Nguyễn Duy quận 8 đó.
như thời điểm hiện nay thì cơ hội cho một số ngành nghề như là ngành truyền thông nè, lắp đặt internet, lắp đặt truyền hình cáp, người ta liên hệ lắp đặt rất là nhiều, tại vì ở trong nhà đó, rồi trong quá trình cách ly thì người ta cũng có cái để thu thập thông tin cũng như giải trí cho những ngày không có đi làm. Ở đây thì có những chung cư đang trong quá trình cách ly á, nên thành ra ngày xưa họ đi làm suốt ngày sáng tối, rồi bây giờ thì vợ chồng con cái đều ở nhà hết, tranh thủ thời gian này ở bên gia đình, rồi chăm sóc con cái, lo nhà cửa. Bên cạnh đó thì mình cũng phải giải trí. Lắp đặt internet là một trong những loại hình, một trong những ngành nghề mà đang hot hiện nay nè. Rồi với lại một số cơ quan thì ngày xưa thì không có việc làm nhiều như bây giờ, cơ hội để đạt những danh hiệu, những doanh thu, những chỉ tiêu của chính phủ đưa ra, như là viện Pasteur đó. Lúc trước thì làm nhiệm vụ xét nghiệm này kia nhưng mà rất là ít, nhưng mà dạo này thì có rất nhiều yêu cầu xét nghiệm, rất nhiều trường hợp cần phải xét nghiệm, nên chúng ta thấy khó khăn của ngành này, của người này cũng là cái cơ hội cho ngành kia, cho người khác. Trước mặt chúng ta đó là cây cầu Java bắc qua quận 8 từ quận 5, phía bên cánh trái chúng ta đó là khu vực chợ lớn quận 5. Và đi theo con cây cầu Java này chúng ta sẽ đi qua quận 8, và đi tới tí nữa thì có cầu Nhị Thiên Đường. Trước thì bán mai, người ta bán mai ở đây rất là nhiều, bán hoa Tết đó. Rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà ở đây không theo mùa thôi, sau một mùa thì trở nên bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi tới một tí nữa thì đó là bến Hàm Tử. Khu vực này là bến Hàm Tử ngày xưa nè. Nơi đây có cầu Xóm Chỉ, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Cầu Xóm Chỉ cuối đường, như là cuối đường Tản Đà. Bên đây là con đường Hàm Tử ngày xưa, Hải Thượng Lãn Ông ngày nay, con đường thuốc của Sài Gòn. Nhưng mà mình đến đó là mình nghe cái mùi thuốc rất là thơm, mùi thuốc Nam, mùi thuốc Bắc. Phía bên đây thì bến Lê Quang Liêm, nhưng mà bên kia là bến Phú Định, bến Bình Đông, và rất nhiều bến ở cặp ngang con kênh Tàu Hủ này. Tôi thấy ngày xưa thì hầu như các ngôi chợ đều tập trung ở ven cái một dòng kênh nào đó, đặc biệt là những dòng kênh lớn thì có nhiều bến hơn nữa. Cuối dòng kênh này thì đó là dòng kênh Bến Nghé. Ở đó chúng ta có bến Bạch Đằng. Ngay chỗ này đặc biệt cái đoạn này người ta bán rất là nhiều các nông sản ở miền Tây, như là ếch đồng, với lại trái cổ ấu. Hôm
bố là cái củ màu đen đen, nó giống như là cái sừng trâu, sừng bò vậy đó ha. Nó có hình ngoéo ngoéo là vậy đó. À, củ đó thì được mọc ở dưới nước. À, cái cây đó giống như là cái cây rau nhút vậy đó. À, trên thân nó bò trên nước thì nó sẽ mọc ra một cái nhánh có cái củ. Ở đây tụi bán trái thanh trà nữa nè. Trái này nhìn thấy rất là đẹp nè, thấy rất là bắt mắt. Cảm thấy rất là mát khi mà cảm thấy rất là ngon khi mà ăn cái trái này. Nhưng mà em thấy thì nó chua, nên thành ra nhiều người thích trái này. Em thì không thích chua ê răng lắm. Nên trái này đặc biệt ăn với muối ớt. Và chúng ta đang có mặt ở đây là bến Hàm Tử. Bến Hàm Tử ngày xưa ở đây có đường An Bình, nơi mà bán rất là nhiều cái đá làm vòng đeo tay đó, đá cẩm thạch đó, ngày nay vẫn còn ha. Nhưng mà chúng ta thấy có một số cửa hàng thì đóng cửa nè, vắng ghê không. Bây giờ ở Sài Gòn rất nhiều cửa hàng, rất nhiều công ty phải đóng cửa, rất nhiều sạp ở chợ phải tạm ngưng. Sự khó khăn. Tuần này thì nhà nước khuyến cáo chúng ta nếu không có việc gì thì mình cũng đừng nên ra đường ha, để cùng chung tay chống dịch. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những người có công việc thì họ vẫn phải đi thôi, chứ ở nhà hoài cũng đâu có được. Ví dụ như em thì có công việc đi làm thì đi đây đi đó thì cũng phải đi thôi, nhưng mà mình cũng hạn chế tiếp xúc, hạn chế hạn chế đi giao tiếp, hạn chế đi nhiều nơi như ngày trước, không như ngày trước nữa. Vì những video clip mà em gửi anh chị và các bạn trong thời điểm này đa phần là những video clip mà em trên đường đi công việc về thôi, hoặc là đi đâu đó cảm thấy thông thả thì cầm camera lên chia sẻ với các anh chị. Thành ra có rất là ít cái video clip đi bộ ha. Nhưng mà em không quay thì cảm thấy buồn, một ngày không gặp các anh chị và các bạn thì cũng cảm thấy thiếu. Được đọc những comment của anh chị thì đó là niềm hạnh phúc mỗi sáng thức dậy. Chúng ta có mặt ở đây là khu bến Hàm Tử. Ở đây mình thấy đó là bệnh viện nhiệt đới, cũng là bệnh viện Hàm Tử ngày xưa nè. Mà ngày nay thì bệnh viện này rất là vắng vẻ luôn. Này chuyên trị sốt đó. Hiện thì hiện nay con gái của ông Jonathan Hạnh Nguyễn thì cũng đang điều trị ở trong cái bệnh viện tới đó ha. Bệnh viện đó cũng là một trong những bệnh viện mà điều trị cho sự ảnh hưởng của virus này nè. Và chúng ta đi tới một tí nữa thì bên cánh trái có trường Hàm Tử, trường Hàm Tử nè, trường tiểu học Hàm Tử ngày nay. Nếu các anh chị và các bạn đã từng học ngôi trường này thì hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn về. Và ngôi trường này ngày nay thì đóng cửa. Hiện tại thì học sinh đang trong giai đoạn nghỉ học, nên mình thấy học đồ rất là vắng vẻ. Có lẽ cái video clip ngày hôm nay rất là dài, mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Và bởi vì cái bốn bến này ở trên một con đường rất là xa, nhưng mà lỡ đi rồi mình đi cho hết luôn nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ theo dõi, cũng như luôn góp ý tận tình để video càng ngày càng hoàn thiện.
nữa em xin chân thành cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, chúng ta đang đi dưới gầm cầu chữ Y, nối liền giữa quận 5 và quận 8. Ở đây thì cũng có rất nhiều nhà sàn ven sông nè, rất là nhiều luôn. Ngày xưa thì khi mà ông Đinh La Thăng còn làm bí thư ở thành phố thì ông có dự án là giải tỏa di dời những hộ ở ven sông này, nhưng mà ông làm chưa hết ha. Và chúng ta tiếp tục đi đến một cái bến nữa, đó là bến Trương Dương. Bến Trương Dương là ở nơi đó có cái hãng nước ngọt gắn liền với tên bến Trương Dương này, đó là nước ngọt xa xỉ Trương Dương. Mình nhìn bên kia đó là con đường bến Vân Đồn. Ở cuối đường thì có một cái cù lao nhỏ nhỏ, có một xóm dân cư, nhưng mà ngày nay thì không còn xóm đó nữa ha. Hiện nay trở thành cái công viên rồi. Tới đến thì cầu Nguyễn Kiệu, mà mấy lúc trước em hay nhầm là cầu Kiệu á. Cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Hôm nay chúng ta chạy xe cũng hơi khá nhanh vì trời rất nắng, với lại đường nó dài nữa. Video clip nó cũng dài, nếu mà chạy từ từ thì anh chị nhiều khi mất thời gian. Mình cũng cố gắng để anh chị xem không bị chóng mặt. Và cái đoạn này rất là mát nè, có hai hàng cây che phủ. Và video chắc cũng đã dài, em xin tạm dừng video tại đây ha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Tại vì cái con đường này em sực nhớ lại là muốn đi đến bến Bạch Đằng là phải chạy vòng qua dưới chân cầu Ông Lãnh, vô con đường Nguyễn Công Trứ dân sinh, mà đi vô đó thì lại dài, tốn rất nhiều thời gian của anh chị. Mà video thì cũng đã dài quá rồi, chắc em xin tạm dừng, gửi các anh chị và các bạn hình ảnh của ba cái bến mà có lẽ các anh chị đã từng ở Sài Gòn thì cũng ít nhất đôi ba lần chúng ta đi trên con đường này và đi ngang ba bến này, đó là bến Trương Dương, bến Hàm Tử và bến Lê Quang Liêm. Ngày xưa có một dãy nhà bên cặp bờ sông bên phải nè, nhưng mà sau đó thì cái đại lộ này được thành lập thì dự án này được thành lập thì cái dãy nhà này không còn nữa, và người xưa cũng vắng bóng luôn rồi. Có lẽ những anh chị ngày xưa ở đây thì bây giờ ở một nơi rất xa, mà có người đi nước ngoài, có người thì ở các tỉnh khác, có người ở các quận khác, nhưng đa phần thì ở vùng ven hết. Bởi vì khi mà giải tỏa ở đây thì chúng ta mua nhà ở quận nhất này không nổi. Còn bên cạnh đó thì cũng có một số anh chị mua, nhưng mà đa phần thì mua ở xa trung tâm. Rồi, em xin tạm dừng tại đây. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui khỏe, và đặc biệt là cầu mong cho cái dịch bệnh này sớm đi qua để chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, nhiều hơn và thoải mái hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye các anh chị và các bạn.